ngày 16 tháng 4 năm 2024 tại hội trường chùa Viên Minh, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã long trọng khai mạc Đại Giới Đàn Thiện Duyên Phật lịch 2568, dương lịch 2024 dưới sự chứng minh và ban đầu từ của trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Nhật Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, trưởng ban tổ chức, phát biểu khai mạc. Hòa thượng tuyên nhắc lại cuộc đời và công hạnh cao dày của Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, đồng thời truyền thỉnh tôn hiệu của Đại lão Hòa thượng đặt tên cho đàn giới, với mong muốn giới tử noi theo gương hạnh của chư vị tiền bối, lấy giới đức làm nền tảng tu tập trên bước học giải thoát. Qua đó, Hòa thượng nhấn mạnh công việc khai đàn truyền giới là một trong những hoạt động tăng sự quan trọng nhằm tạo nguồn tăng trẻ kế thừa, đủ đức, đủ tài để duy trì nền đạo Pháp. Giới đàn sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17 tháng 4 năm 2024, có tổng 326 giới tử đạt tiêu chuẩn đăng đàn thọ lãnh giới Pháp, tỳ kheo 80 vị, sa di 47 vị, tỳ kheo ni 82 vị, thức xoa 72 vị, sa di ni 45 vị. Thì theo đánh giá chung của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, thì các giới tử đều thực hiện rất nghiêm túc, chấp hành theo nội quy, và những vị mà giới tử không đạt được những yêu cầu thì trả về bổn xứ để tiếp tục học lại giới lực để kỳ sau đủ tiêu chuẩn để đăng đàn thọ giới. Thì có thể là trong các kỳ giới đàn thì đây là kỳ giới đàn trẻ quá nhất và giới tử là trẻ tuổi nhất. Và đặc biệt giới đàn tỉnh Bến Tre là ngoài 60 tuổi là không cho thọ tỳ kheo và tỳ kheo ni, đúng theo tinh thần Phật giới. Hôm nay những phút học rất là hạnh phúc, bởi vì mình đã vượt qua được cái kỳ thi khảo hạch và chính thức được đăng đàn thọ giới cụ túc tại Đại Giới Đàn Thiện Duyên. Cái mong muốn, cái tâm nguyện của mình chính là cố gắng hành trì theo giới luật, những lời của Phật dạy, Tổ dạy, cố gắng tu học và để đem hiểu biết của mình phụng sự cho đạo Pháp và cố gắng làm những việc có ích cho đời, cho đạo và những lời của Thầy Tổ chỉ dạy và đã giao phó. Đàn đầu Đại Giới Đàn Tăng là trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh. Giới đàn ni do ni trưởng Thích Nữ Như Ngọc, Chứng minh phân ban ni giới Trung ương, Chứng minh phân ban ni giới tỉnh Bến Tre làm đàn đầu Hòa thượng. Tại buổi khai mạc, trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Thiện Nhân ban đạo từ. Hòa thượng mong các giới tử thọ lãnh giới Pháp sẽ được thành tựu giới thể tài tâm và nương vào đó tu tập giác ngộ. Sau khi thọ lãnh giới Pháp, hãy nỗ lực giữ gìn giới Pháp như giữ gìn trồng con mắt. Trên tinh thần ý nghĩa Đại Giới Đàn Thiện Duyên, Ngài là bậc cao tăng thạc đức của Phật giáo tỉnh nhà, giới tử phải nỗ lực tu hành theo lời giáo huấn và công hạnh của Ngài để góp phần xây dựng đạo Pháp, phát triển, ổn định, ngày càng trang nghiêm. Hôm nay, quý vị được thọ lãnh giới Pháp tại giới đàn, có nghĩa quý vị đã đền đáp được công ơn của bổn sư trong muôn một.